thật hay sẽ về chỗ này thì sáng có người ta đi chỗ đó có ông Phật thì trôi theo ngược nước á, rồi nó dính cái cây mà không có chìm, không nổi. Nha bà con, tượng nổi trên sông và trôi ngược dòng nước về chùa và các được các vị sư bước chân miền Tây gửi lời chào với tất cả bà con. Hiện tại mình vẫn đang còn ở chùa Ba Phố hay là gọi là chùa Đại Thọ. Thì mình có được cái duyên đó là có một vị sư nhỏ tuổi đã chia sẻ cho mình thêm một cái câu chuyện hiền vi ở ngôi chùa này. Thì câu chuyện như thế nào thì bước chân miền Tây mời bà con cùng với mình vào tiếp chuyện với vị sư này nha. Mời bà con. Đây mình có được vị sư dẫn mình đi hỏi thăm các chị lớn tuổi ở đây nè nha bà con. Dạ dạ dạ, đứng đây chờ ha. Con này là con gì ha? Thầy sư cho hỏi con này là con gì vậy? Không biết hả? Sư có cái kiểu à sáng quá. Ở đây cái con này là con gì để lát hỏi sư coi. Nhìn giống như là lân sư hay là kỳ lân nhưng lại có sừng nè. Có sừng nè. Mà con nào biết đây là con gì, thằng gì, vậy thằng gì thì cho bình luận cho mình biết nha. Có cái ngồi chắc có lẽ là vua ngồi đây nè. Cái con cái kiểu đẳng là con gì hay sư? Con hay là vị thần? Cái này á. Cái con có cái kiểu đó. Này con kỳ lân vậy á. Là chở vua ha. Người ta ngồi mấy vị sư thuyết pháp á. Để đỡ chở mấy vị sư để đi thuyết pháp. Thuyết pháp như con đăng lại gì lớn lớn mà ông hòa thượng thiện tọa này nọ ông thuyết pháp. Dạ. Cái bức ảnh Đức Phật với gồng hay gắn sư? Cái này gồng. Gồng ha. Dạ. Sao con nhìn khôi, giống không? Con Đức Phật khôi phục con gồng á. Con nhìn giống gồng được. Gồng này ngủ một giấc là mấy ngàn năm á. Dạ. Ngủ một giấc ngủ là một nào mấy ông Phật nào mà được đắc đạo là nó mới thức một lần. Rồi vậy là khi mà được mấy ngàn năm coi như là có ông Phật nào được đắc đạo là mới thức dậy biết. Dạ. Vậy là thức dậy chào Đức Phật một cái rồi ngủ tiếp. Ngủ một lần mấy ngàn năm. Dạ, ngủ mấy ngàn năm khi nào mà có vị vị Phật tái thế thì sẽ thức dậy. Con nhìn giống rắn quá. Rồng. Rồng. Mà như
Ngoài ngoài cái sao thì cái ngôi chùa của mình từ xa xưa, từ thời ông bà ấy, sư có nghe ông bà ngoại nội gì mình kể lại những cái chuyện huyền bí ở chùa mình không, ngoài cây sao? Không, không luôn ha, là chỉ có cái hiện tượng cây sao là linh thiêng nhất của ngôi chùa mình. Thì gần đây thì sư mới ba lần đầu là ông cả thì ông cũng có nói hồi đó là có ông nằm mơ ngủ thấy Phật gì đó thì sư mới thấy cành. Thì ông nói là Phật hay sẽ về chỗ này thì sáng có người ta đi tới đó có ông Phật thì trôi theo ngược nước á, rồi nó dính cái cây mà không có chìm không nổi, rồi nó dính rồi sư người ta mới qua báo cho ông cả không biết. Ông chạy qua ông nói này là điều tốt, thì ông mới ngồi chỗ đó ông mới tụng kinh đó, làm đó là đưa ông Phật qua thì không có được, rồi ông mới đi tới toàn ông mới đưa ông lên được. Có nghĩa là cái tượng, cái tượng bằng đá có hạt luôn. Đúng rồi. Bây giờ cái tượng nó đang ở đâu? Ở trên chính điện. Trên chính điện ha. Đúng rồi. Vậy vậy lắc sư dắt lên chỉ lại cho con coi cái tượng đó ha. Thì vị sư sẽ chỉ cho bà con xem cái bức tượng lội ngược nước. Đây Phật chính giữa, Phật từ thứ ba đó. Phật thứ ba để tay ngược ta thế nè. À có một cái tay tay lật ngửa lại. Đúng rồi. Lật ngửa lại và để trên cái đùi của mình đúng không? Đúng. Là bức tượng nào vị sư? Tượng thứ ba đó. Đây nè. Tượng đầu tiên. Bức tượng đầu tiên trong kia đếm ra là 1, 2, 3 là bức tượng thứ 3. Có cái tay. Là cái tượng này là nổi trên mặt nước luôn. Đúng. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh Nam Mô A Di Đà Phật cho con xin phép con quay. Đây, rõ hơn nha bà con. Tượng nổi trên sông và trôi ngược dòng nước về chùa. Và các được các vị sư đến cầu nguyện và đọc kinh rất là nhiều mới được thỉnh ngài vào chùa. Thì các vị sư cả có nói đây là điềm tốt của chùa. Cái điều đặc biệt là cái tay của Phật là để khác với những cái tay của những cái tượng khác nè. Bà con xem nha. Hai cái tượng đầu tiên phía trong thì tay của Phật là để xuống. Còn đối với cái tượng mà trôi ngược trong nước thì tay lại ngửa lên trên và được đặt lên trên. Sao sư, cái tượng đó sao sư? Tượng này là bằng cây. Bằng cây ha? Hồi đó sư cũng nói ra là sư tưởng đó là bằng đá không à. Là lúc rồi đó mấy ông sư ở trong chùa nó nói là bằng cây không. Tượng bên đây với tượng bên kia là bằng cây. Có nghĩa là tượng của người nữ và người nam này là... Ở bên kia luôn. Bên kia là người nam, bên giờ trước mắt là người nữ này là... Có biết nhân vật gì không sư? Không, sư không biết. Là người ta đúc bằng gỗ mà người ta đem vô chùa ha? Đây, hai bức tượng làm bằng gỗ. Bằng cây luôn. Bức tượng này làm bằng cây nha bà con. Thì cái này sư cũng biết. Dạ, mô Phật con xin phép con chỉ. Rồi, cuối cùng bắt tay với sư cái. Cảm ơn sư rất là nhiều. Chúc sư dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật. Cảm ơn sư. A Di Đà Phật.